Hello, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Tinh Hoa Võ Thuật. Như các bạn đã biết, về khởi động rất là quan trọng trong võ thuật đúng không? Khi mà chúng ta tập luyện võ thuật hay là tập gì cũng vậy thì chúng ta cần phải khởi động. Và một cái vấn đề lại xảy ra khi mà chúng ta khởi động, đó là có rất là nhiều người trong chúng ta bị lười khởi động. Chúng ta bị lười lắm. Chúng ta hầu như khi mà đi, giống như mình mấy lần đi tập bơi, đi bơi như vậy, hầu như mình không thấy một cái bạn nào mà vô hồ bơi mà lại đứng khởi động á, đúng không thầy? Đúng không? Cái khi mà quay phim đi bơi vậy, hồi xưa mình đi bơi rất là nhiều. Khi đi bơi mình hỏi tại sao mọi người đi bơi lại không có ý thức là đi khởi động ta? Mọi người cứ vô hồ bơi cứ nhảy ùm xuống luôn. Mấy thanh niên vô nhảy ùm chả có ai khởi động cả. Đây mới là vấn đề quan trọng. Rồi trường hợp thứ hai đó là đá banh. Gần nhà mình có sân đá bóng thì thấy mấy bạn vô đá bóng cũng ít khởi động lắm. Hầu như là hay, nói chung là không hiểu tại sao các bạn lại không khởi động. Ta không khởi động khi mà các bạn đá, các bạn rất là dễ bị bong gân và bị thương. Cơ thể các bạn đơn giản giống như mình đã nói trong clip nào đó. Cơ thể các bạn đang ở trạng thái bình thường, là cần thở bình thường, là đi đứng nhẹ nhàng này, thướt tha lướt trong gió thì... Bây giờ các bạn vận động mạnh phát thì các bạn rất là dễ xảy ra chấn thương. Cho nên khi mà khởi động nó ý nghĩa là các bạn đang từ mức độ cơ thể bình thường, các bạn làm nóng cơ thể, khởi động gọi là làm nóng, warm up đó. Thì chúng ta làm nóng cơ thể, bắt đầu chuyển qua trạng thái hoạt động, vận động mạnh. Và khi khởi động xong, các bạn sẽ vận động thật mạnh, cường độ cao. Cường độ cao xong, các bạn sẽ chuyển qua mức độ đó là các bạn giảm dần cường độ, trở về trạng thái hoạt động chậm và chúng ta trở về trạng thái bình thường. Đó, chúng ta có gọi là phải 5 mức độ: bình thường, khởi động làm bắt đầu làm nóng, cường độ cao, giảm dần cường độ và trở về trạng thái bình thường. Đó, thì khi đó cơ thể các bạn phải trải qua như thế này thì nó mới không có bị chấn thương. Cho nên cái đơn giản là khi các bạn, những cái người mà cơ thể đã bình thường đúng không, các bạn bị té xe một phát, các bạn gãy xương rồi chật tay chật khớp các thứ rất là dễ, đập đầu xuống chết tươi luôn ấy. Đó, hay là nhiều trường hợp các bạn đang bình thường, các bạn phản bạn vận động mạnh, hoặc là bạn đang đứng chơi đúng không, cơ thể bạn đã bình thường, có cái vật gì đó trên đầu nó rớt xuống, cái gì đó nó rớt xuống, không phải UFO luôn nhé các bạn, tào lao coi phim nhiều quá là chẳng hạn như là cục gạch, cục đá, cái cây, cành cây hay là quả sầu riêng cái gì đó không biết nó rơi xuống đầu. Các bạn đứng đó rơi xuống thì các bạn cần phải phản ứng, cơ thể bạn sẽ phản ứng để né cái đó, hoặc ui cơ thể các bạn sẽ, nói chung là phải làm cái gì đó. Thì khi mà các bạn làm bất ngờ phát, nhiều khi nhất cái là bị bong gân chân liền, bị đau liền ha. Cho nên bởi vì cơ thể các bạn đang trạng thái bình thường, chuyển qua vận động mạnh quá thì nó sẽ bị thương, đơn giản thôi, vỡ thôi, dễ vỡ thôi đúng không? Cho nên cái bài khởi động rất là quan trọng, cần thiết nhé. Đá bóng cũng vậy, đi bơi cũng thế, tập võ càng phải tập gym, tập võ, tập những cái môn aerobic, tập những cái môn mà thể thao vận động nhảy nhót các thứ, các bạn nên phải khởi động. Cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bài khởi động gọi là một trường hợp nãy mình nói cái vấn đề đó là dành cho những người lười, chúng ta lười khởi động. Vì thế hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái bài gọi là khởi động dành cho người lười đấy nhỉ. Họ nghe lười thì nghe nhiều khi rất tự ái. Thôi mình kêu là dành cho những người mà ít vận động đi nhỉ. Gọi là bài khởi động dành cho những ít vận động và muốn rút ngắn thời gian nhất có thể. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số động tác căn bản, không có làm đầy đủ những cái bài khởi động mà chuyên nghiệp từ trên xuống dưới làm lâu ha. Bây giờ mình sẽ quy định cái bài này mà chúng ta chỉ làm ngắn thôi. Chúng ta khởi động sơ sơ rồi. Chúng ta khởi động sơ sơ như thế nào? Đầu tiên chúng ta cũng phải nắm những cái căn bản phải làm chứ đúng không? Khởi động sơ sơ chúng ta cần phải xoay cổ tay. Cái tay rất quan trọng ha. Cái tay này các bạn xoay tròn. Rồi xoay 5 lần rồi đổi. 5 lần thôi. 1 2 3 4 5 đổi bên. 1 2 3 4 5 đó xong. Uốn dẻo một xíu. Đó các bạn uốn dẻo một xíu. Rồi bên này cũng uốn dẻo ra. Rồi giãn ra vài cái. Đó, đó xong nắm mở. Xoay khuỷu một xíu. Đổi. Cánh tay. Các bạn cần làm ít thôi cũng được, không cần làm nhiều. Nếu mà lười đó, xoay nhanh ra. Đó, làm vài cái. Sơ sơ nó như thế. Rồi. Vài cái, vặn người. Vặn người, rồi. Xoay cổ vài cái, đó, lườn. Lườn, lắc vài cái thôi, xoay hông. Rồi, chuyển xuống. Xoay gối, đó là những người lười chúng ta có thể làm đơn giản sơ như thế này. Nó rất là nhanh. Nhanh lắm, mà chúng ta đỡ bị thương nữa. Đó không, nếu các bạn làm nhiều thì cơ thể các bạn nó sẽ dẻo dai hơn. Rồi xoay háng ra xíu. Xoay vào. Được chưa? Rồi, xoay vào. Đó là chúng ta có thể sơ sơ. Rồi gấp. Ép dọc, ép ngang một xíu vài cái. Dọc, ép ngang. Đó, ngồi xuống, lên, xuống, lên. Xong là chúng ta có thể khởi động.
Đó là nãy giờ canh mấy phút ta? 2 phút hay 3 phút gì đó. Các bạn làm sơ sơ như thế thôi. Đó là tổng quát là cơ thể các bạn nóng lên rồi. Và khi các bạn nóng lên là các bạn vận động sẽ rất tốt ha. Rồi nếu mà các bạn hứng thì các bạn hít đất. Hít đất tầm 10 cái thôi. Chạy xuống hít đất luôn này chứ không lại bảo không hít hít đất 10 cái thôi. Này chống xuống nào. Đó. Xong. Bài khởi động rất đơn giản mà nó vừa ý nghĩa cho bạn đó. Bạn đi bơi bạn làm vậy cũng được. Bạn đi đá banh bạn làm vậy cũng được. À, đi đá banh thì các bạn cần cái tập cái chân hơn xíu nữa. Chẳng hạn như là bạn bơi cũng cần chân này. Tại vì dưới bơi các bạn hoạt động chân này. Thứ hai là các bạn đá banh cũng cần hoạt động chân này. Thì các bạn chạy thêm một xíu nhá. Cho nó có thì người ta chạy một xíu nữa. Bạn chạy cả đùi một xíu. Rồi cao gót một xíu. Cao gót xíu. Rồi đá trước một xíu. Rồi đá ngang một xíu. Rồi nhảy cóc. Nhảy cóc lên vài cái ha. Sao bài khởi động rất đơn giản đúng không? Đó. Thì những nếu bạn lười bạn làm như thế. Bài này là bài rút ngắn lắm rồi đó và ngắn gọn nhất rồi đó. Nếu mà bạn mà lười hơn nữa thì thôi chẳng biết thì sao nữa. Bạn chỉ cần dành 3-4 phút để bạn tập cái này thôi. Thì bạn có thể hoạt động. Sao nhỉ? Buổi sáng bạn làm như vậy thôi. Rồi bắt đầu bạn vô một cái bài gì đó thì có như là bạn không có bị sợ bị chấn thương. Gãy tay rồi chật tay. Bạn phải bị nặng lắm bạn mới bị như thế thôi ha. Rồi. Thôi, clip hôm nay mình sẽ gói gọn ở trong cái bài khởi động nhanh. Rồi chúc bạn tập luyện thật là vui. Tạm biệt.